Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những kết quả đạt được ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội là do có được niềm tin của người dân, và đây cũng chính là nguồn lực rất lớn để xây dựng đất nước. Tiến sĩ Võ Chí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phản ánh thực tế. Ông giải thích. Có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là cái tình hình kinh tế nó còn rất nhiều thách thức. Thế nhưng mà những cái chỉ số nó cho thấy là đã có những cái cải thiện nhất định. Ví dụ như là môi trường kinh doanh, ví dụ như những con số về đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đấy thì nó cũng có những cái nỗ lực đang cải cách cái bộ máy nhà nước, rồi thì cái cuộc chiến chống tham nhũng có những cái sự cải thiện nhất định cả về cái tốc độ hồi phục kinh tế, ổn định vĩ mô và đặc biệt là cái cải cách thể chế kinh tế. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một doanh nhân và là nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội, cũng đồng ý với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu sự tin cậy của người dân vào chính quyền là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển của xã hội nói chung, kể cả phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, việc ông Nguyễn Xuân Phúc dùng khía cạnh rất quan trọng này để áp đặt vào tình hình Việt Nam hiện nay và coi đó là thành công của chính quyền trong việc thu phục được sự tin cậy của người dân thì cần phải xem xét một cách thận trọng. Ông giải thích thêm. Sự tăng trưởng kinh tế năm ngoái là đạt 6,81% và trong quý 1 năm nay đạt 7,3%, là một con số rất là đẹp. Nhưng mà cái con số này nó không phản ánh cái điều mà ông Thủ tướng muốn ám chỉ, tức là có cái sự tăng trưởng như thế là do có cái niềm tin của người dân vào cái hệ thống này. Thực sự để có cái tăng trưởng, con số tăng trưởng kinh tế đẹp thì có rất là nhiều biện pháp, và nhất là những biện pháp về tăng trưởng tín dụng, những biện pháp như là tăng thuế giá trị gia tăng, những biện pháp như là thúc đẩy đầu tư nước ngoài. Bởi vì thực sự cái con số tăng trưởng kinh tế không phải là cái quan trọng hàng đầu. Vì có thể có tăng trưởng kinh tế nhưng mà thực sự không có sự phát triển. Bởi vì tăng trưởng con số có thể sửa sang con số đấy bằng cách tính lại hoặc là bằng cách dùng những phương pháp tính khác nhau để tính tăng trưởng kinh tế. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc không đúng với thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay. Thực ra thì mình nghĩ là câu nói này của ông Phúc giống như là mặt trời mọc phía đằng đông vậy. Vì nói thế ai chẳng nói được. Phải nêu được vấn đề rằng là hiện nay thì người dân có tin vào sự lãnh đạo Đảng Cộng sản hay không. Thì cái đó là rất xem lại. Mình cho rằng là chẳng mấy ai tin nữa. Trong phần phát biểu trước Quốc hội, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thảm họa môi trường Formosa và lấy đó là một bằng chứng về sự đồng lòng của người dân và chính quyền. Hệ thống của chúng ta trên dưới một lòng, đoàn kết nhất trí, từ trung ương đến địa phương. Sức mạnh của toàn dân tộc được thể hiện thông qua những sự kiện lớn của đất nước. Từ sự việc môi trường do Formosa gây ra, sự việc lớn và nghiêm trọng như vậy, nhưng chúng ta đồng lòng rất cao. Vào tháng 4 năm 2016, thảm họa môi trường do nhà máy Formosa xả chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra biển đã khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và đời sống ngư dân tại đây. Phía Formosa sau đó đền bù 500 triệu đô la Mỹ cho người dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, nhà máy này sau đó vẫn tiếp tục hoạt động. Vì vậy, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến thảm họa môi trường Formosa như sự đồng lòng của chính phủ Hà Nội và người dân, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho rằng đây là sự so sánh khập khiễng. Nếu mà ông Phúc ông lại dùng cái đó để ông nói rằng là vì người dân đặt niềm tin nên là Formosa họ đã phải xin lỗi hay họ đã phải nhượng bộ hay họ đã phải làm gì đó, mà đấy mà là động lực của phát triển đất nước thì nó nghe nó hơi khôi hài.
bởi vì đến bây giờ thì các hậu quả của Formosa nó vẫn còn tiếp tục. Cái việc mà người dân đồng lòng khắp từ Bắc chí Nam, nhất là ở các tỉnh miền Trung, chống lại Formosa và bị chính quyền đàn áp một cách rất là khốc liệt, cái đó không ăn nhập gì với cái chuyện lòng tin của người dân, mà ngược lại. Và cái đó tôi nghĩ là chính phủ khó có thể huy động để mà cho cái sự tăng trưởng kinh tế, hoặc là cho cái sự củng cố hệ thống. Những cuộc biểu tình phản đối hoạt động của nhà máy Formosa hay yêu cầu khởi kiện nhà máy này gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển của Việt Nam đã bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ trong suốt thời gian vừa qua. Đáng chú ý nhất là trường hợp của nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, người tham gia vào đoàn biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án sơ thẩm 14 năm tù giam trong phiên tòa ngắn ngủi sáng ngày 24 tháng 4 năm 2018 vừa qua. Từ những sự việc này, câu phát biểu "Niềm tin của dân là nguồn lực xây dựng đất nước" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của công luận. Nhiều người đặt vấn đề, hiện còn bao nhiêu người vẫn tin vào bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà biết bao trì trệ, bảo thủ làm đất nước tụt hậu so với những nước khác, kể cả Lào và Campuchia, không hề được giải quyết, thậm chí ngày càng bế tắc hơn.